Cảm ơn anh chị khách dễ thương đã tin tưởng chọn mũ bóc thể thao tại shop Happy Tân Phú. Thì hiện tại Happy có 7 cửa hàng ở quận Tân Bình, Bình Thạnh, Tân Phú, quận 7, quận 8, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và một cửa hàng ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Nón bóc mua tại shop Happy sẽ được đổi trả trong 7 ngày, chứ chưa sử dụng, chưa cắt vát, cắt size. Mua ở bất kỳ cơ sở nào cũng có thể đem cho những cơ sở khác để đổi hoặc trả hàng bình thường ha. Trả hàng là hoàn tiền 100%, nếu hàng còn mới, hàng chưa qua sử dụng thì nón này được bảo hành 6 tháng nha các bạn. Nứt vỡ do va đập, do tai nạn rơi rớt hay bị sẽ đổi mũ mới hoàn toàn cho các bạn luôn. Các bạn ở xa sẽ được miễn phí vận chuyển, ship siêu đi. Hàng tới tận nơi bạn được kiểm tra, đổi thử, kiểm tra kỹ càng hết ok thì mới nhận hàng thanh toán tiền. Cho nên hoàn toàn không có một chút rủi ro nào hết ha. Thường Happy sẽ bán cái mẫu bóc fake cành, ví dụ cái món màu hồng nhám nè, nó sẽ kiểu dáng nó thun, nó gọn hơn, phù hợp những bạn nữ hoặc những bạn nam, bóc dáng gầy gầy, không quá cao. Còn nó bóc 01 nó sẽ nhọn hơn chút xíu, kính nó to hơn, dài hơn. Và đợt này bóc 01 được cải tiến cái dây quai làm cũng đẹp hơn, cho cái khoen tay nhìn nó dễ chịu, đội vào nó sẽ thoải mái, nó lọt vào tay mình luôn, khỏi cần phải điều chỉnh gì hết. Cái này thì tùy vào bóc dáng, tùy theo từng cái người cũng như là cái sở thích, thích ngầu hay thích thon thon gọn, nhẹ nhàng, đơn giản, Happy sẽ tư vấn mẫu phù hợp cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.